Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2022. Tối hôm qua ngày 17 á, khi mà Nick ở sân bay quay review tại sân bay những hình ảnh mà có chuyến bay buổi tối về khuya. Sau đó sáng Nick có up lên một cái video clip, trong đó có đề cập đến một số vấn đề là quy định của hàng không, những cái gì xách lên máy bay được bằng túi xách tay. Thì rất là tình cờ trong ngày hôm nay, ngày 18 tháng 7, tại sân bay Tân Sơn Nhất, mình ra quốc nội đã xảy ra một vấn đề gây sốc toàn tập cho tất cả mọi người. Đó là vấn đề gì? Mời cô chú anh chị mình cùng xem cái hình ảnh mà Nick đưa lên đây. Thật là quá bất ngờ luôn phải không ạ? Đây là một trường hợp rất là hy hữu, chưa từng xảy ra. Và bây giờ nó mới thực sự xảy ra buổi sáng ngày hôm nay trên một chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam đi từ Tân Sơn Nhất ra sân bay Nội Bài, Hà Nội. Và trên chuyến bay này thì người ta phát hiện rằng có hai bác lớn tuổi đang dùng một con dao khoảng 20 cm để gọt hoa quả. Theo từ của miền Bắc gọi là hoa quả thì mình gọi là đi gọt trái cây á, để mà ăn trên máy bay. Và rất là vô tư để dùng con dao đó gọt trái cây. Và tiếp viên hàng không ngay sau đó khi phát hiện thì đã lập tức đến để thu con dao đó. Và bây giờ thì báo chí đã đưa tin lên rất là nhiều, đồng thời mạng xã hội cũng rất là nhiều tin loan tin về vấn đề này, bởi vì không hiểu vì sao mà con dao đã lọt qua được an ninh của sân bay Tân Sơn Nhất và đã được lên trên máy bay. Và hai bác này dùng để gọt trái cây, xẻ trái cây ăn trên máy bay, bởi vì con dao là một trong những vật cấm hoàn toàn để được mang lên máy bay. Nó là mang tính chất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng, đến sự an toàn của những người trên máy bay, cũng như là đến đội phi công, tiếp viên của hàng không trên máy bay nữa. Trên áo phao có đèn và còi để gây sự chú ý trong việc cứu nạn. Trên máy bay có sẵn áo phao dành riêng cho trẻ em. Quý khách không được lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có yêu cầu của tiếp viên. Special life jacket for small children is available on board the aircraft. Do not remove the life jacket from its location without cabin crew's requirement. Quy định hàng hóa hàng không có một số vật phẩm bị cấm mang lên máy bay. Tiện thể thì Nick cũng sẽ nêu một số thông tin cho cô chú anh chị mình cùng nắm nhé. Theo quy định hiện hành, danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế khoang hành khách của máy bay gồm các chất gây cháy, nổ và các vật có thành phần như ngòi nổ, dây nổ và các thành phần cấu thành khác được sử dụng để gây sát thương hoặc đe dọa đến sự an toàn của máy bay, gồm các loại đạn nè, kiếp nổ, ngòi nổ, dây cháy chậm, các vật mô phỏng giống một vật hoặc một thiết bị nổ, mìn, lựu đạn, thiết bị nổ quân dụng khác, các loại pháo như là pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo hiệu và thuốc pháo, đạn khói, quả tạo khói, các loại thuốc nổ, súng nổ và chất nổ dẻo. Các loại vũ khí, súng và các loại vật dụng được thiết kế để gây sát thương hoặc các vật giống như vũ khí, các thành phần cấu tạo của súng và đạn. Các loại này gồm súng ngắn, súng trường, tiểu liên, súng bắn đạn ghém, súng săn và các loại súng có tính năng tác dụng tương tự. Các vật dụng đồ chơi giống vũ khí thật như là súng, bom, mìn, lựu đạn, đạn, ngư lôi, thủy lôi, vỏ đạn. Các vật được chế tác từ vỏ đạn. Các bộ phận cấu thành của súng gồm cả ống ngắm, súng hơi các loại như súng ngắn, súng trường và súng bắn đạn bi, đạn sơn, đạn cao su, súng bắn pháo hoa sáng và súng hiệu lệnh, các thiết bị phóng điện và các thiết bị phóng điện tự tạo, súng laser hoặc thiết bị phát tia laser, trừ bút laser dùng trong giảng dạy thuyết trình. Các chất hóa học gồm các loại bình xịt khí và chất hóa học nhằm vô hiệu hóa hoặc gây tê liệt như bình xịt hơi cay, trong đó bao gồm các loại bình xịt được chế từ các loại ớt và hạt tiêu, các loại bình xịt axit
bình xịt chống côn trùng và khí cay, trừ trường hợp các loại bình xịt sử dụng để sát khuẩn trên tàu bay. Các loại chất hóa học mà khi trộn lẫn có khả năng gây phản ứng nguy hiểm như là phản ứng gây cháy. Các loại chất hóa học khác có thể gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản, kể cả khi không được phân loại trong danh mục hàng hóa nguy hiểm. Các vật có lưỡi sắc hoặc đầu nhọn và các thiết bị khi phóng có thể sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng. Các vật được chế tạo để băm chặt chẻ như là rìu, dao phay, dao lam, dao gọt giấy, súng tự chế, súng phóng lao, súng cao su, các loại dao có lưỡi dài trên 6 cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi dao trên 10 cm, kéo có lưỡi dài trên 6 cm tính từ điểm nối giữa hai lưỡi hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10 cm, dụng cụ võ thuật có đầu nhọn hoặc cạnh sắt, các loại dao găm, kiếm, gươm, giáo, mát, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, tên, nỏ, chân đế máy ảnh, camera, gậy, cán ô tô, đầu nhọn, bịch kim loại, các vật sắt nhọn khác có thể được sử dụng làm hung khí tấn công, có tổng chiều dài trên 10 cm. Các dụng cụ lao động có thể sử dụng gây thương tích nghiêm trọng hoặc đe dọa đến an toàn của máy bay như xà beng, cuốc, xẻng, thuồng, mai, liềm, tràn, đục, cuốc chim, khoan, mũi khoan, bao gồm cả khoan bằng tay. Các loại dụng cụ có lưỡi sắc hoặc mũi nhọn dài trên 6 cm và có khả năng sử dụng làm vũ khí như tuốc nơ vít. Các loại búa, cờ lê, mỏ lết, kìm có chiều dài trên 10 cm. Các loại cưa, lưỡi cưa, bao gồm cả cưa bằng tay, đèn khò, dụng cụ bắt vít, bắt đinh. Các vật dụng đầu tù khi tấn công gây thương tích nghiêm trọng như là các loại gậy thể thao như gậy đánh bóng chày, gậy đánh gôn, gậy chơi khúc côn cầu, gậy chơi bi-a, gậy trượt tuyết, các loại dùi cui như dùi cui cao su, dùi cui kim loại, dùi cui gỗ, dụng cụ, thiết bị tập luyện võ, chất lỏng, chất đặc sánh, dung dịch xịt được quy định cụ thể tại hướng dẫn và kiểm soát chất lỏng khi lên máy bay. Vậy thì theo quy định của hàng không, có những vật dụng mang tính nguy hiểm là chúng ta không được mang lên máy bay. Nick lấy một số ví dụ đặc trưng để cô chú anh chị mình có thể hình dung và hiểu được. Đây là một cây kéo. Cây kéo này tưởng chừng như là dùng để gọt giấy thôi, phải không ạ? Hay cắt giấy hay cắt cái gì đó. Nhưng thật ra nó có tính sát thương và nó mang tính nguy hiểm. Do vậy, cái này nằm trong danh mục là cấm không được mang lên máy bay. Chúng ta có thể mang nó được bằng cách là di chuyển, bỏ nó trong hành lý ký gửi thì là chúng ta mang đi nơi khác được, nhưng để trong hành lý xách tay mang lên máy bay là không được. Rồi, một cái vật dụng này, đây là cái đồ giũa móng tay nhé, giũa móng tay móng chân, nhưng nó bằng kim loại và nó nhọn nè, sắc nè. Đây cũng là một vật dụng mà mang tính nguy hiểm, do đó không được bỏ trong sách tay mang lên chỗ ngồi của mình đâu nha. Mà cái này nếu muốn mang là chúng ta bỏ trong hành lý ký gửi. Còn cái gì? Đây. Đây là cái đồ cắt móng tay. Đây cũng được xem như là cái loại nguy hiểm, không an toàn. Do đó thì cái này chúng ta chỉ được phép mang khi bỏ trong hành lý ký gửi, không được bỏ trong hành lý sách tay lên máy bay đâu nha. Rồi đây, một cái con dao gọt giấy như thế này. Như khi chúng ta thấy lớp ngoài nó bằng nhựa kéo xuống thì cái lưỡi dao nó thụt vào trong, thấy là không có vấn đề gì, phải không ạ? Nhưng không, đây cũng là một trong những loại mang tính nguy hiểm, có tính kim loại trong đây nè, sắc nhọn nè. Bởi vì nó có thể gọt giấy, nó có thể cắt, nó cứa và nó trở thành một cái vũ khí không an toàn khi mà chúng ta mang lên trên máy bay. Như vậy, muốn mang cái này thì cũng phải bỏ trong hành lý ký gửi. Rồi, ngay cả cái này, đây là một cây nhíp. Cây nhíp dùng để làm gì? Nhổ tóc bạc chẳng hạn. Thì nó cũng là chất nhọn nè, và bằng kim loại. Cái này thì cũng không được an toàn, do đó cũng phải bỏ trong hành lý ký gửi thì mới được phép mang đi, không được mang lên máy bay nhé. Rồi, cái này quá quen thuộc đúng không ạ?
học vẹt ga, đặc biệt là cho những ai hay hút thuốc nè. Cái này cũng nằm trong danh mục cấm nha. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta bỏ trong cái sách tay hoặc bỏ hành lý ký gửi gì đó, bị phát hiện là sẽ bị bắt lấy ra và bỏ đi, không được mang đâu. Nhưng mà cũng có người thử bỏ trong túi sách tay hoặc là bỏ trong hành lý ký gửi gì đó, thì Nick khuyến cáo là cho dù mình có lọt lần này nhưng những lần sau đừng mang cái này. Thật sự nó rất nguy hiểm, nó có tính cháy nổ, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi khi lên máy bay thì chuyện gì xảy ra, con chú anh chị mình mừng tượng biết rồi nhé. Do đó nếu mà ai ghiền hút thuốc, thôi tới địa phương đó đi tìm hộp quẹt sử dụng tại đó, mua tại đó thôi, đừng cố mang cái này lên máy bay, cũng là đừng giấu ở đâu hết mà nó lọt qua. Nhưng lọt là một chuyện, nhưng nếu nó xảy ra chuyện sự cố là một sự cố rất lớn mà chúng ta không có cơ hội để sửa chữa đâu. Rồi thêm một cái món này. Món này chắc cũng khá quen thuộc với nhiều người. Hiện tại là chúng ta dùng điện thoại rất là nhiều, cho nên là mau hết pin, cần một cái cục sạc dự phòng không ạ? Cục sạc dự phòng thì thực tế là chúng ta được phép mang, nhưng ở trong đây là tích điện. Có tích điện thì nó cũng nguy hiểm đến cháy nổ. Do vậy cái cục sạc này là quy định không được phép bỏ trong hành lý ký gửi. Bởi vì sao? Bỏ trong hành lý ký gửi á, khi mà nó lỡ nó cháy nổ trong quá trình bay mà, thì không ai kiểm soát được. Do đó cái này bắt buộc là phải qua máy soan nên để họ kiểm tra. Và cái này thật ra thì được phép mang lên máy bay để chúng ta ở bên mình khi có sự cố chúng ta nhìn thấy được và có thể xử lý được. Do vậy thì cái này, cục sạc dự phòng, nếu nhớ lại, chỉ được xách lên máy bay, không được bỏ trong hành lý ký gửi. Nó ngược lại đến những cái vật nhọn như là dao kéo này kia vân vân, những cái này phải bỏ hành lý ký gửi nha thì được mang. Nhưng ngược lại, pin dự phòng này phải bỏ trong hành lý sách tay. Như vậy thì trường hợp mà của hai bác trong chuyến bay đi Hà Nội sáng hôm nay đang bị điều tra làm rõ, và khả năng là hai bác này sẽ bị phạt có thể lên tới mức 10 triệu đồng, bởi vì mang cái vật vũ khí nhọn này là một con dao, nó là nằm trong danh mục cấm. Cư dân mạng thì cho rằng bác hay bác lớn tuổi hoặc là ít đi trường thường đi, có thể là không hiểu về quy định của hàng không. Tuy nhiên quy định này đã ra từ rất là lâu rồi, và nếu mà chúng ta đổ lỗi cho là không biết, đúng có thể hai bác không biết được, nhưng khi mà chúng ta sử dụng phương tiện nào đó, đặc biệt là vấn đề đi máy bay, thì nó có rất là nhiều cái chúng ta cần phải tìm hiểu trước khi đi. Như vậy thì trường hợp này có thể bị phạt, và đặc biệt là họ sẽ điều tra về những nhân viên an ninh tại chỗ máy soi mà làm việc có ách tắc hay không, họ sẽ xử phạt rất là nặng. Nhân viên đó có thể là bị phạt, đồng thời là có thể bị tước luôn cái giấy gọi là giấy hành nghề tại khu vực an ninh sân bay đó. Do vậy thì kết quả vẫn còn đang chờ điều tra để làm rõ thôi. Nhưng mà trường hợp này đang là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả những ai khi mà đi hàng không, chúng ta chưa tìm hiểu mà chúng ta mang những vật dụng này rồi gây ảnh hưởng đến an ninh của máy bay, an toàn của chuyến bay, là chúng ta khả năng bị phạt rất là nặng nha. Do đó thì nick là video clip này cũng mong rằng cô chú anh chị mình xem, có thể mình đã nắm rồi nhưng cũng có thể là có những người chưa từng đi máy bay hoặc là ít đi máy bay, chúng ta không hiểu lắm, thì chúng ta sẽ có thêm thông tin. Và qua video clip này nick cũng mong rằng cô chú anh chị mình hiểu rõ hơn, và những lần đi sắp tới chúng ta cố gắng là kiểm tra thật kỹ cái túi xách tay của mình và làm theo quy định của hàng không. Nếu nghĩ không chỉ ở Việt Nam đâu mà tất cả các hàng không, tất cả các cửa khẩu sân bay trên thế giới đều sẽ kiểm tra giống như vậy. Bởi vì nếu chúng ta quên mà chỗ an ninh của hàng không, chỗ cửa khẩu đó, sân bay đó mà họ kiểm tra bị sót, bị thiếu chẳng hạn, nhưng chúng ta lại nghĩ là ok đã kiểm tra và chúng ta lấy ra sử dụng trên máy bay, thì đó giống như trường hợp của sáng hôm nay, hai bác lớn tuổi lấy ra vô tư sử dụng như vậy, nhưng người khác phát hiện, tiếp viên hàng không sẽ tịch thu và chúng ta sẽ bị báo cáo. Và trường hợp này chúng ta sẽ bị gọi là stop lại, có nghĩa là đã bị chặn lại và chúng ta sẽ bị giữ lại và để điều tra xử lý. Cho nên là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho chuyến đi của mình. Như vậy thì một lần nữa khuyến cáo của chú anh chị mình tìm hiểu thật kỹ nhé, những cái món nào được xách lên máy bay, những món nào phải bỏ trong hành lý ký gửi.
trước khi mà chúng ta bay để chúng ta không xảy ra những sự cố đáng tiếc như vậy. Và video clip của ngày hôm nay thì là một cái thông tin đang nóng hổi thôi, liên quan đến về các chuyến bay, an toàn của hàng không, vấn đề mà sách lên máy bay được cái gì và không được cái gì. Đến đây thì Nick sẽ kết thúc video clip. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi nha. Nếu thấy hữu ích thì cho Nick xin một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Nick với nha. Nhớ nhấn cái chuông để cô chú anh chị mình có những video clip mà khi Nick mới ra sẽ thông báo cho mình để mình biết và mình có thể xem. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip về sau. Chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bye bye.